không đúng, đây không phải là cá chẽm. Tốc độ không hề thua kém con cá thu lớn mà tôi câu được mấy hôm trước. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Trong nháy mắt, ngay lập tức nghĩ đến một loại cá. Trong đầu lập tức nghĩ đến một loại cá. Chẳng lẽ là cá mú sao? Nếu thực sự là cá mú, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chạy. Đặc biệt là hàm răng sắc nhọn, cắn đứt dây chỉ có thể liều mạng một phen. Ngay lập tức hai tay nắm chặt cần câu, bất kể đứt dây hay gì khác, mạnh mẽ kéo lên. Tay trái quay bánh xe, thu dây cực nhanh. Xe mày chạy đi đâu? Tệ lắm thì đứt dây. Đúng là cá mú. Thịt cá mú mềm mại, như bánh ngàn lớp vậy. Rất ngon. Là một loại cá cao cấp hơn cá chẽm và có giá trị cao hơn. Cá mú có đuôi như kéo lớn, tốc độ bơi nhanh hơn cá chẽm hoặc một số loài cá khác rất nhiều, lực kéo rất mạnh. Một số người thậm chí gọi loài cá này là pha di trên biển. Cá mú, loài cá có hàm răng sắc nhọn này thực sự đáng sợ. May mà mình quyết đoán kịp thời, bất kể đứt dây hay không, cứ kéo mạnh về. Nếu mà thả câu thì thời gian hơi lâu một chút, con cá này chắc chắn chạy mất, vượt quá 15 cân, có thể gần 20 cân. Nếu Ngô Vi Dân biết tôi câu được cá mú, chắc chắn sẽ tự tát vào đùi. Rất nhanh, câu liên tục đến 10 giờ sáng mới dừng tay. Lúc này thủy triều đã qua. Đừng nói đến cá mú, ngay cả cá chém cũng không cắn câu. Tổng cộng câu được 11 con cá mú, đều trên 10 cân. Có một con vượt quá 20 cân, toàn là cá mú. Vậy thì ghê gớm, hôm nay thực sự kiếm được nhiều tiền. Cá mú khoảng 10 cân, có thể bán với giá 100 thậm chí 120 tệ một cân. Một con cá là 1-2 nghìn tệ. Đà Vũ về nhà không lâu, Ngô Vi Dân đến lấy cá thu đêm qua. 150 một cân, 7 lạng tính 150 một cân. Tối qua đã thỏa thuận xong, là 130 là một cân. Tổng cộng là 20.385 tệ, đúng không ông? Đúng chủ rồi ông chủ Ngô. Tôi đã tính rồi, chủ Ngô, cá chém kích cỡ nhỏ, 3 năm cân không bán cho ông, có 11 con cá mú đều trên 10 cân. Chú có hứng thú với cá mú không? Đây đúng là hàng tốt, sao có thể không muốn chứ? Cá mú mới thực sự là cá ngon, cá chém 3 năm cân thực sự không mấy hứng thú. Khoan đã, bao giờ ông câu được cá mú vậy? Tối qua khi đến, không nghe ông nói chuyện này. Lúc này trong lòng Ngô Vi Dân có cảm giác không ổn. Sáng nay mới câu. Chẳng phải là mình, mấy người này quá mệt nên rời đi, về nhà ngủ. Đa Vũ tiếp tục ra biển câu được, không lẽ chính là ở hòn đảo nhỏ chúng ta câu cá thu đó sao? Đúng vậy, các ông tôi đi lại rồi. Ra biển, vốn chỉ định câu cá chẽm thôi, không ngờ gặp cá mú, câu được hơn chục con, nhiều con chạy mất. Răng cá mú quá sắc bén, thực sự quá đáng tiếc, không chuẩn bị dây thép dẫn thì không ổn, tổn thất quá lớn, lần sau phải mua ít để lên tàu cao tốc, gặp được thì dùng. Sao tôi cảm thấy mình bỏ lỡ cả thiên hạ vậy? Về ngủ, cứng rắn bỏ lỡ. Bây giờ ra biển có thể câu được nhiều vậy sao? Ngày mai, ngày kia thì sao? Cá chém thì lúc nào cũng có cơ hội. Bây giờ ra biển đều có khả năng câu được cá mú. Đặc biệt là cá mú lớn trên 10 cân. Thực sự khó nói trước. Người tìm cá thực sự tìm không ra. Cá tìm người. Rất nhanh cân xong, 210 tệ một cân. Tổng cộng là 34.650 tệ. Khổ Đa Vũ bán xong cá đi đến bến tàu. Nhìn thấy Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đi tới. Ôi, chẳng mấy chốc nữa là cầm đánh bắt rồi. Hai tháng không thể ra biển. Phải kiếm việc làm thêm mới được. Có gì đâu, năm nào chẳng vậy. Một là nghỉ ngơi, hoặc kiếm việc làm thêm, hoặc lên đảo lấy ít hải sản gì đó. Chút thời gian này qua trong trước mắt thôi. Bây giờ cá tôm qua trong biển ngày càng ít. Không cấm bắt thì không ổn. Chúng ta đều là dân đánh bắt, việc này có lợi cho chúng ta. Cầm đánh bắt ảnh hưởng lớn đến người ra biển thả lưới. Ảnh hưởng khá lớn, mình là dân câu cá, tàu cao tốc không bị ảnh hưởng. Với mình mà nói đây là cơ hội kiếm tiền tốt. Tàu đánh bắt thả lưới không thể ra biển. Đây là thời cơ tốt để câu cá. Ngoài ra giá cá tôm qua sẽ tăng lên. Kế hoạch ban đầu phải thay đổi một chút. Ngày mai bắt đầu chuẩn bị. Rất nhanh. Hơn chục ngày qua Khổ Đa Vũ tìm đến Trung Thạch Trụ và mấy người. Chú Thạch Trụ, ngày mai chú và chú Đại Hữu, chú Lưu và con cùng đi câu cá được không? Hơn chục ngày qua, liên tục ra sớm về khuya, không ngừng tìm điểm câu, nắm rõ tình hình tàu cao tốc chạy ra biển. Thường xuyên đến đây. Hơn chục điểm câu lớn nhỏ. Phần lớn đều tìm hiểu rõ tình hình. Ngoài ra, vô tình phát hiện vài điểm nhỏ có thể không ai hoặc rất ít người biết. Hôm qua còn lại phát hiện đàn cá chim ở dưới chân cột điện gió. Một mình con bận không xuể. Đây là câu cá kiểu sản xuất. Nhiều người thì sức mạnh lớn. Đa Vũ, bọn chú mấy người giờ ở nhà cũng rảnh. Ra biển câu cá chắc chắn là tốt. Có một việc cháu phải tệ ý. 200 tệ một ngày. Bọn chú mấy người nghe theo sự sắp xếp của cháu. Chú Thạch Trụ, tàu cao tốc chưa từng chính thức cho người ra biển câu cá. Cháu một mình ra biển và đưa các chú ra biển. Tiền xăng chênh lệch không nhiều. Đúng là tiền xăng chênh lệch không nhiều. Nhưng vấn đề không phải như vậy. Nếu cháu không tệ ý, chú với Đại Hữu, Lưu Bân thả ở nhà không kiếm tiền, cũng không ra biển với cháu. Càng không cần nói nơi cháu tìm được chắc chắn nhiều cá. Bọn chú sao có thể ngại kiếm tiền kiểu này chứ? Trả tiền tàu cho cháu, cháu ngại nhận thêm 2-3 nghìn tiền tàu. Với bọn chú mà nói rủi ro hơi cao, hơi lo không câu được nhiều cá vậy. Bọn chú đâu có bản lĩnh như cháu. Được, vậy coi như tiền công, nhưng 200 một ngày, quá ít. 500 tệ một ngày, trên tàu khác có thể là 2.300 một ngày. Nhưng các chú biết đấy, nơi cháu tìm được có rất nhiều. Cả ngày phải bận rộn không ngừng. Mình không tệ ý, mấy người này chắc chắn sẽ không ra biển. Chỉ có thể tăng tiền công. Được, việc này quyết định vậy đi.
Sáng sớm hôm sau 3 giờ hơn trực tiếp chạy đến, nơi phát hiện cá chim vàng hôm qua, dưới chân cột điện gió lắp 4 bộ cần câu có bánh xe trống. Hôm nay đến đây câu cá chính là sản xuất, nhất định phải có bánh xe trống, như vậy mới nhanh hơn. Một tầng cá ở độ sâu 20m, tầng cá thứ hai ở trên 40m, còn có một tầng cá ở độ sâu 70-80m. Cá chim vàng ở độ sâu 70-80m, cờ chắc chắn rất lớn, nhưng không thể nóng vội, trực tiếp câu ở chỗ sâu nhất. Nếu không khi kéo cá lên, chắc chắn sẽ chạm vào tầng cá nước nông hơn. Câu từ trên xuống dưới, mới có thể câu được nhiều cá hơn. Đến 5 con rồi. Thường xuyên có đỉnh cá à? Cậu thực sự quá giỏi. Ngay cả chỗ thế này cậu cũng tìm ra được. Đến rồi, tôi cũng được 5 con. Ha ha ha. Rất nhanh Lưu Bân và Trung Thạch Trụ 4 người. Từ trời chưa sáng câu đến trời tối. Mãi đến tầm 9 giờ tối. Mới dừng tay, đi về nhà. Đa Vũ, ngày mai mưa to không ra biển được đâu. Đợi bán cá thôi. Mấy người một ngày câu không dưới 2.000 cân cá. Ngày mai không ra biển, nghỉ ngơi cho khỏe. Đâu phải người sát đâu. Sao mà cứ ra biển làm liên tục được. Nhưng mấy con cá này không bán. Không bán, tại sao không bán? Mấy con cá chim vàng này không bán ngay. Ướp thành khô cá mặn. Cá chim vàng không phải là cá cao cấp gì. Nhưng ướp thành khô cá mặn. Câu lớn thế này, đẳng cấp lập tức nâng lên. Có thể bán được giá rất tốt. Làm vậy được à? Kiếm được nhiều tiền hơn. Thực sự không ngờ cậu lại có kế hoạch này. Cậu đúng là kẻ lo xa. Đa Vũ có bao giờ làm việc không chắc chắn đâu. Chắc chắn phải nắm chắc mới làm việc này. Các chú không cần lo lắng. Rất nhanh tất cả cá đều kéo về sân. Mọi việc xong xuôi, đã là 2 giờ sáng. Đây là tiền công. Một phần vì hôm nay câu được nhiều cá, thêm phần mỗi người một phong bao đỏ 2.000 tệ. Ra biển đánh bắt. Khi bắt được nhiều cá tôm qua, chủ tàu có thói quen tặng bao đỏ. Đây là chuyện thường có. Đa Vũ làm vậy không có gì sai. Mấy người chúng ta chăm chỉ làm việc. Nhận lấy cũng đáng. Đúng rồi. Ngày mai để mấy bà thím đến giúp ướp cá mặn. Tiền công một ngày 300 tệ một người. Con với bà nội không đối phó nổi. Cá chim vàng trên 2 cân. Không vấn đề gì. Ngày hôm sau, cá chim vàng xếp từng con một trên rổ tre. Phơi khô lên, làm xong hết việc. Đã đến chiều tầm 5, 6 giờ. Trời mưa, cỡ con cá chim vàng câu hôm qua thực sự không tệ. Chắc chắn vượt quá 2.000 cân cá. Tối qua lúc Lưu Bân về có nói với tôi. Câu được hơn. Năm 2.000 cân cá chim vàng. Hoàn toàn không tin. Sáng nay đến xem. Giật mình. Năm 2.000 cân chắc chắn không chỉ hôm có qua vậy. May mắn hơn. Vừa đúng gặp chỗ đó có đàn cá lớn. Chú Đại Hữu và mấy người làm việc đắc lực. Chịu bỏ sức. Mới có thể câu được nhiều vậy. Ha ha ha. Bán cho Lưu Cương hay bán cho Ngô Vi Dân nhỉ? Nhà hàng của Lưu Cương không mấy cần loại cá này đâu. Thấy bán cho Ngô Vi Dân tốt hơn. Nhưng việc này không cần vội. Ít nhất phải mất 2-3 ngày mới phơi khô được. Rất nhanh đến 4 giờ sáng hôm sau. Chạy đến 3 tiếng tệ hồ. Hơn 100 hải lý. Đến điểm câu cá mú. Chân cột điện gió. Tạm thời không đến. Câu nhiều cá vậy rồi. Còn lại không nhiều. Cần thời gian để tụ cá hoặc cá mới mọc lên. Điểm câu hôm nay rất xa. Tàu cao tốc bình thường ngại chạy xa vậy. Phải đốt rất nhiều xăng. Cộng thêm đây là điểm câu xa nhất mình biết. Ngay lập tức đầu cần câu cong xuống. Chẳng phải vừa chạm đáy thôi sao? Chưa kịp gõ đáy đã có cá rồi. Ngay lập tức Đà Vũ lập tức bắt đầu thu dây. Bánh xe chống quay 2 vòng, lập tức dừng lại. Xem ra con cá cắn câu này, câu quá lớn, sức của bánh xe chống không chịu nổi, trực tiếp kẹt lại không nhúc nhích. Con cá cắn câu này quá lớn, lực kéo quá mạnh, lực của bánh xe đạp sắp không chịu nổi, trực tiếp bị kẹt không nhúc nhích. Ngay lập tức dư thừa, hai tay nắm chặt cần câu ở vị trí bánh xe đạp. Dùng hết sức kéo lên phía trên. Rất có thể con cá cắn câu là cá mú. Lặn xuống dưới một cái. Nhất định phải kéo lên. Không thể để nó lặn xuống đáy. Một khi lặn vào hang đá ngầm, con cá chắc chắn sẽ thoát. Đa Vũ không hề lơ lỏng. Tiếp tục chống đỡ mười mấy 20 giây. Cảm nhận rõ ràng, lực lao xuống của con cá cắn câu giảm đi. Bảo vệ động cơ, bánh xe đạp không quay được lập tức bắt đầu xoay tròn. Ha, lần này thật sự kéo lên rồi. Bánh xe đạp bắt đầu xoay tròn. Cục diện đã định, rất nhanh một con cá lớn nổi lên. Cá mú xanh trên 80 cân, cá mú xanh lớn 80 cân thậm chí 90 cân. Bây giờ là mùa cầm đánh bắt, một cân có thể bán 300, thậm chí có khả năng bán được 400 tệ. Một con cá trị giá hơn 20.000, hôm nay kiếm được nhiều tiền rồi. Rất nhanh 3 tiếng tệ hồ trôi qua, tổng cộng câu được 10 con cá mú xanh, cộng lại vượt quá 200 cân. Cá lên điên cuồng, không thể ngăn được, một con vượt quá 80 cân, thậm chí có thể vượt quá 90 cân, một con vượt quá 40 cân. Khổ Đa Vũ nghĩ thời gian còn sớm. Rất nhanh lái cano tới điểm câu chân cối xoay gió. Xoay một vòng, nếu có người câu được cá, ngày mai có thể cân nhắc đến đây thử. Nếu câu không được cá, ngày mai tiếp tục chạy. Điểm câu khác, ở lại một tiếng tệ hồ. Không thấy cano nào câu được cá. Bây giờ thủy triều vừa đúng. Cá mú ở đây có lẽ thật sự đã câu gần hết rồi. Trong thời gian ngắn khó có thể câu được cá nữa. Ở đây, và một điểm câu khác cách khoảng 50 hải lý. Chạy qua xem điểm câu đó thế nào. Ồ, đây không phải là thuyền trưởng Khổ sao? Sao đi nhanh vậy? Chẳng lẽ là câu không được cá, không chịu nổi phải đi à? Đổi chỗ khác. Ở đây câu không được cá. Đổi chỗ khác cũng câu không được cá đâu, ha ha ha. Một tiếng trước khi vừa tới đây, đã thấy trên toàn bộ mặt biển chiếc cano lớn nhất, tốt nhất. Ngay lập tức một luồng lửa giận không kìm được dâng lên não. Thế nào, hôm nay câu thế nào?
Chẳng lẽ cái này cũng phải giữ bí mật sao? Đúng rồi, hôm nay tôi câu được một con. Câu ngay ở đây, không lớn lắm, khoảng 30 cân. Lúc này, Hạ Đại Bằng nhìn xung quanh thấy không ít cano vây quanh. Đặc biệt là nhìn thấy trên các cano khác, những người đi cùng thuyền ra biển câu cá đều đang nhìn mình. Trong lòng khẽ động, đến đây để anh xem con cá tôi câu được này. 30 cân, con cá mú xanh này tuyệt đối không dưới 30 cân. Bây giờ là mùa cầm đánh bắt, giá khá cao. 10.000 tệ vào tay. Ồ, con cá mú xanh này thật không nhỏ. Hôm nay kiếm được nhiều tiền, giỏi thật. Ai bảo chân cối xay gió này không có cá chứ? Quan trọng vẫn là phải xem bản lĩnh, thuyền trưởng thật sự quá quan trọng. Tìm đúng điểm, thả câu đúng tuyến, nhất định sẽ câu được cá. Hà Đại Bằng đang mượn cơ hội này. Một là tát vào mặt tôi, hai là quảng cáo một phen. Những người đi cùng thuyền ra biển câu cá trên các cano xung quanh vừa thấy Hà Đại Bằng câu được cá, mà lại là một con cá mú xanh lớn 30 cân. Về đến bến cảng, chắc chắn sẽ có người tìm Hà Đại Bằng đặt thuyền ra khơi. Một công đôi việc, nhưng lại đắc tội cả giới. Hà Đại Bằng, trước hết để anh đắc ý một lúc, lát nữa sẽ cho anh mất mặt hơn. Khổ Đa Vũ không dám nói gì, chắc chắn không câu được cá. Thế nào, con cá này không tệ chứ? Chúng ta đều là những người ra biển câu cá, cần phải câu được cá. Càng không cần nói nếu thuyền trưởng còn câu không được cá, làm sao có thể dẫn người khác câu được cá, ha ha ha. Rất nhanh Đa Vũ lấy hết cá ra. Ngay lập tức Hà Đại Bằng sững lại. Khi anh ta dừng lại ở đây, mình cứ nhìn chằm chằm, căn bản không thấy câu được cá mú xanh. Những con cá mú xanh này rốt cuộc từ đâu ra vậy? Ồ, Khổ Đa Vũ này thật là giỏi. Hôm nay một mình câu nhiều cá mú xanh thế. Phải có đến 10 con rồi nhỉ? Một con cá mú xanh 20-30 cân, dám chạy đến trước mặt ông chủ Khổ. Hà Đại Bằng thực sự quá buồn cười. Con cá của anh ta chỉ khoảng 30 cân. Trước mặt con cá này, chẳng phải là em út sao? Thậm chí còn không tính là em út. Ngay lập tức mặt Hà Đại Bằng đen như đáy nồi. Không ít thuyền trưởng trên các cano xung quanh đều chỉ vào mình. Trong lòng giận mình muốn mượn cơ hội này đánh anh ta, đồng thời quảng cáo cho bản thân. Không ngờ đánh không được lại bị phản công, mình trở thành trò cưới. Đồng thời anh ta nổi danh ngay lập tức, tất cả mọi người đều biết anh ta giỏi. Chỉ cần tung tin ra, dẫn người ra biển chắc chắn làm ăn phát đạt. Bây giờ không chỉ đắc tội Khổ Đà Vũ, mà còn đắc tội cả giới. Nếu không, trong số những người chế giễu xung quanh bây giờ, không thể có nhiều thuyền trưởng lái cano thế này. Xong rồi, xong rồi. Hà Đại Bằng lái cano rời đi một cách thảm hại, không dám dừng lại một khắc nào. Rất nhanh đến 4 giờ chiều, về đến sân, thấy sắc mặt chú hai và bà nội rất khó coi. Chú hai bị sao vậy? Có chuyện gì sao? Hừ, cháu tưởng mình rất giỏi à? Câu được mấy con cá mú đã tưởng mình ghê gớm lắm rồi. Có phải cháu muốn cả thiên hạ đều biết không? Lúc này Khổ Đa Vũ hoàn toàn mù mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Ý của chú hai là, cho dù chúng ta câu được nhiều cá, cũng phải âm thầm phát tài, không cần thiết để cả thiên hạ đều biết. Chuyện của Hà Đại Bằng ai ai cũng biết rồi chú hai. Chuyện này chú đừng tức giận, để cháu giải thích cho chú. Mua một chiếc cano lớn như vậy, chắc chắn là phải dẫn người khác ra biển câu cá. Làm sao để người ta chịu bỏ tiền ra đi theo cháu ra biển câu cá? Cách duy nhất là phải để người ta thấy cháu ra biển đều có thể câu được nhiều cá. Thuyền trưởng mà không câu được cá, ai chịu bỏ tiền theo ra biển chứ? Ban ngày ở điểm câu chân cối xay gió, tại sao Hà Đại Bằng trước mặt mọi người khoe con cá mú xanh 30 mấy cân câu được? Chính là mượn cơ hội này để những người mua không nổi cano, nuôi không nổi cano, chỉ có thể đi theo thuyền ra biển câu cá. Biết anh ta có thể câu được cá, Hà Đại Bằng không phải kẻ ngốc, tính toán như ý, chỉ là cháu ngược lại dạy cho anh ta một bài học. Hôm nay nếu bản thân không câu được nhiều cá thế này, người xui xẻo chắc chắn là cháu. Hà Đại Bằng nhất định đạt được mục đích của anh ta. Ngay lập tức sắc mặt chất phác của chú hai thả lỏng xuống, không còn khó coi nữa. Được, chuyện này cháu nói đúng. Quả thật phải để người khác thấy cháu câu được nhiều cá, họ mới chịu đi thuyền của cháu ra biển câu cá. Chú hai yên tâm, mấy việc này cháu chắc chắn phải suy nghĩ kỹ. Nhưng dù sao cũng còn trẻ, nhiều việc nhìn không rõ, không có nhiều kinh nghiệm, chú phải thường xuyên để mắt tới, nhắc nhở cháu một chút. Đa Vũ biết Khổ Thạch của thật là vì tốt cho mình. Người khác căn bản sẽ không thể tìm tới cửa nói những lời này. Hừ, đừng có nịnh hót. Được rồi, chuyện này cháu suy nghĩ cho rõ ràng là được. Sáng hôm sau, Ngô Vi Dân đã đến sân. Không thể nào, mũi của Ngô Vi Dân nhạy như vậy sao? Không thể nào, mũi của ông Ngô Vi Dân linh hoạt vậy sao? Trên đường đến đây, tôi cứ nghĩ, ông lại kiếm được món gì ngon rồi. Từ xa đã, nhìn thấy gan cá chém ông phơi, rất dày và béo. Con nhỏ nặng 2-3 cân, con lớn có vài con nặng 7-8 cân. Dầu cá chảy ra từ cá phơi khô, nhờn nhờn. Tốt quá, tốt quá, đây đúng là cá chém ngon không thể ngon hơn. Tôi lấy hết, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chỉ có nhiều đó thôi. Phơi khô chắc được hơn 1.000 cân, 120 tệ một cân. Nhìn là biết đây là hàng tự nhiên, không dễ gặp được. Đa Vũ gật đầu, giá này tốt. Nếu bán cho người khác, chắc tầm 80 tệ. Được, vậy là xong chuyện này. Sau này có cá chém như vậy,
Nhất định phải bán cho tôi, không quan tâm ai trả giá bao nhiêu. Giá tôi trả luôn là cao nhất. Nhanh chóng cân xong, cá chẽn tổng cộng là 1.316 cân. 120 tệ một cân, tổng cộng là 157.920 tệ. Đúng rồi ông chủ Ngô, sao ông lại đến chỗ tôi vậy? Gần đây không phải mùa cầm đánh bắt sao? Cá tôm qua sông quá ít, tôi phải đi vòng quanh các làng. Đi ngang qua đây chắc chắn phải ghé xem, đừng bỏ lỡ món gì ngon. Chẳng phải đến đúng lúc sao ông chủ Ngô? Tôi còn có món ngon. Ông có muốn không? Không thể nào, ông còn có món ngon nữa à? Rất nhanh Đào Vũ bê hết cá ra. Cá mú đỏ nhiều vậy. Mấy ngày nay câu được, đây là tôi câu hôm qua. Cá mú biển, hoặc cá khác, hãy mở miệng ra là không dừng được. Vừa đúng lúc gặp, mấy con cá mú này, bất kể kích cỡ, 500 tệ một cân. Thế nào, ngay cả bình thường mấy con cá mú này cũng đắt. Rất được ưa chuộng, bây giờ là mùa cầm đánh bắt, càng được ưa chuộng, gặp được chắc chắn phải lấy. Khổ Đa Vũ tệ ý giá. Cân xong, cá mú đỏ lớn nhỏ cộng lại tổng cộng 237 cân. 11.850 tệ. Đúng rồi, chỗ câu ở đâu vậy? Có thể dẫn bọn tôi đi một chuyến được không? Lúc này Ngô Vi Dân có vẻ hơi nóng lòng. Tận cùng biển khơi, tốc độ 42 hải lý, chạy hết hơn 3 tiếng. Đây là quãng đường vượt quá 100 hải lý. Đi về một chuyến, chính là 400 cây số. Chạy xa vậy sao? Nghĩ thôi cũng thấy hơi đáng sợ. Người không ra biển nghĩ đây chỉ là vài trăm cây số. Nhưng người thực sự ra biển mới biết, khoảng cách xa như vậy không phải đùa. Nói khó nghe một chút, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ông chủ Ngô, tôi kiếm tiền không có cách nào khác, chỉ có thể chạy xa như vậy. Các ông chỉ là ra biển câu cá chơi thôi, thực sự không cần phải chạy xa như vậy. Gần đây, tôi sẽ chạy nhiều điểm câu, tìm hiểu rõ tình hình rồi mới dẫn các ông ra biển câu cá. Như vậy sẽ ổn hơn. Ừ, đúng là không cần phải chạy xa như vậy. Tôi đi trước đây, về thị trấn báo người đến chở cá. Nói xong quay người vội vã rời đi. 9 giờ sáng, Khổ Đa Vũ lái cano chạy hơn 1 tiếng. Vượt quá 50 hải lý. Sao vậy nhỉ? Sao nước biển hôm nay đục vàng thế này? Như nước bùn vậy. Vừa rồi, cano vẫn chạy với tốc độ trên 40 hải lý phóng về phía trước, không cảm thấy gió chút nào. Chạy qua vài lần, ở đây cơ bản đều có 3 hoặc 5 chiếc cano. Hôm nay vắng tanh, chỉ có mình. Lúc này Khổ Đa Vũ suy nghĩ một chút, chọn dây câu sâu mồi thử. Độ sâu 98 mét, đột nhiên đầu cần câu cong mạnh xuống. Ông cuốn ngay lập tức quay thu dây. Một con cá lớn dài hơn 1 mét từ dưới biển được kéo lên. Cá đuôi dài. Cá đuôi dài là một loại cá biển sâu, màu đỏ sẫm. Đặc điểm lớn nhất là đuôi cá, rất dài và thon, khác với đuôi kéo của cá ngừ vây vàng. Đâu có đuôi kéo, đúng là dụng cụ bơi lội thực thụ. Đuôi của cá đuôi dài, loại cá này có cái đuôi rất phiêu diêu, nắm còn thú vị hơn là thực dụng, giống như đuôi dài của chim. Chính vì vậy mới có cái tên như thế. Không ngờ ở đây có thể câu được cá đuôi dài không dưới 30 cân. Cá đuôi dài không phải cá bình thường. Cỡ 10 cân có thể bán 100 tệ một cân. 20 cân ít nhất 150 tệ một cân. 30 cân hơn 200 tệ một cân. Bây giờ lại đang mùa cầm đánh bắt, giá càng cao. Một con cá ít nhất phải 5-6 nghìn. Đâu có rẻ hơn cá mú là bao. Ngô Vi Dân làm sao có thể từ chối loại cá này chứ. Rất nhanh, mặt trời từ từ lặn về Tây. Cá chém câu được hơn 200 cân, cộng với cá đuôi dài cũng gần 200 cân. Thực sự là khá tốt. Ai mà ngờ được, ở đây lại có thể câu được nhiều cá đuôi dài như vậy chứ. Về nhà rất nhanh, về đến bến tàu, phát hiện Lưu Cương đầu đầy mồ hôi đang đợi. Ông chủ Lưu thiếu cá đến vậy sao? Nghĩ mấy người ra biển câu cá, ít nhiều gì cũng câu được cá chứ. Ồ, nhiều cá chẽm vậy. Còn có cả cá đuôi xám. Anh câu được cá đuôi xám mà còn là cỡ lớn như vậy. Ngay lập tức Lưu Cương giật mình suýt nhảy dựng lên. Đây không phải lần đầu anh ta câu được đủ loại cá mú. Cá chẽm thì không có gì lạ. Nhưng cá đuôi dài thực sự không dễ. Đây là loại cá chỉ có ở biển sâu hoặc những nơi đặc biệt. Thực sự không ngờ anh ta câu được nhiều như vậy. Những con cá này dù là cá mú hay cá chẽm, đặc biệt là mấy con cá đuôi dài này, tôi lấy hết. Thật may là hôm nay mình đến đây một chuyến. Nếu không đến, những con cá này rất có thể sẽ không rơi vào tay mình. Mấy con cá chẽn này đều khá to. Bây giờ đang mùa cầm đánh bắt, giá khá cao. Dù là cá sống hay cá tươi đông lạnh, 85 tệ một cân. Cá đuôi xám cỡ 10 cân mỗi cân. 180 tệ, cỡ 20 cân mỗi cân. 260 tệ, cỡ 30 cân mỗi cân. 320 tệ. Khổ Đa Vũ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, mấy cái giá này đều không vấn đề gì. Ôi giời, lấy hết mớ cá này, nhà hàng hải sản của mình lại có thể bán thêm vài ngày. Đặc biệt là 10 con cá đuôi dài, đây là hàng hảo hạng nhất, không phải thường xuyên gặp được. Cần gì phải vội vàng vậy chứ, ngày mai tôi giao đến nhà hàng, cân lại thanh toán là được mà. Nhanh lên cân đi, lát nữa tôi trở thẳng về nhà hàng luôn. Ngày mai trưa là có thể bán được rồi. Đặc biệt là mấy con cá đuôi dài này, sáng mai tôi nhất định phải bày ở trước nhà hàng. Rất nhanh cân xong, cá chẽn tổng cộng 215 cân, 18.275 tệ. Cá đuôi xám 30 cân 2 con tổng cộng 65 cân, 20.800 tệ. Cỡ 20 cân 3 con tổng cộng 72 cân, 18.720 tệ. Cỡ 10 cân 5 con tổng cộng 61 cân, 10.980 tệ. Tất cả cộng lại tổng cộng 126.625 tệ. Ngày hôm sau, người vây quanh nhà hàng xem náo nhiệt càng lúc càng đông. Ô, đây là cá gì vậy? Chưa từng thấy bao giờ.
Thật sự quá đẹp. Anh có phải lớn lên ở vùng biển không vậy? Loại cá này mà cũng không biết à? Đây gọi là cá đuôi dài. Thấy cái đuôi dài này chưa? Đây là hải sản đỉnh cao rất hiếm có. Quan trọng là đây là cá biển sâu. Phải ở độ sâu hơn 100 mét mới câu được. Cỡ này càng hiếm có. Mấy hôm trước không có cá, căng thẳng từng ngày. Tối qua nhận cá từ chỗ Đà Vũ. Mấy ngày tới hàng cao cấp đã có. Bình tĩnh không chịu được. Hừ, mấy nhà hàng khác muốn dành việc làm ăn với tôi. Không có cửa đâu. Ông chủ Lưu, sao lại có nhiều người xem náo nhiệt thế nhỉ? Hôm nay lại có món ngon gì vậy? Trương Lệ hôm qua nhận được không ít thứ tốt. Ông chủ Lưu, ông giỏi quá. Mấy con cá đuôi dài này chắc chắn phải 30 cân một con. Bây giờ kiếm mấy thứ này không dễ dàng, người thu mua nào có bản lĩnh này. Có người có bản lĩnh này, không chừng sẽ trở thành đối thủ của Đinh Sùng Sơn. Khổ Đa Vũ ở thôn Lãng đâu? Thời gian trước, không phải có người mua một chiếc cano lớn giá 6,7 triệu sao? Chính là Khổ Đa Vũ này. Ông chủ, ông thật là giỏi. Mấy con cá đuôi dài này chắc phải đến 30 cân. Bây giờ kiếm được mấy thứ này không dễ đâu. Người thu mua nào có bản lĩnh như vậy? Khổ Đa Vũ ở thôn Lãng đâu? Tôi và ông đều làm nghề này. Không biết đã gặp bao nhiêu người giỏi đánh bắt cá. Nhưng mà câu cá giỏi đến thế này, kiếm được nhiều tiền như vậy, đây thực sự là người đầu tiên. Lúc này Trương Lệ hơi khó tin. Nhưng mà Lưu Cương không thể nào lấy chuyện này ra đùa với cô được. Những con cá này đều do Khổ Đa Vũ ra biển câu về. Hơn 20 con cá chấm xanh, cộng thêm 10 con cá đuôi dài. Không biết Lưu Cương thu mua với giá bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng trị giá vài chục vạn. Có thể câu được nhiều cá như vậy, đúng là giỏi thật. Phải công nhận, Khổ Đa Vũ có thể câu nhiều cá như vậy, đúng là không tầm thường. Trương Lệ và Lưu Cương hỏi thăm một chút, gần đây Khổ Đa Vũ đã bán bao nhiêu cá? Chuyện tông qua, trong nháy mắt có chút lo lắng. Cùng lúc đó, Trung Thạch Trụ và mấy người đến sân. Lưu Thúc, tin này có thật không vậy? Thật không biết là thật hay giả nữa, chỉ là nghe được tin như vậy thôi. Mà bây giờ ai cũng đang truyền tin này. Người biết cũng không ít, tôi với Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu đều nghĩ đến ông, dù sao cũng ra biển. Tin tức như vậy thì phải cho ông biết, xem có nên đi thử không? Lưu Thúc, không có lửa làm sao có khói. Tin tức phát tài lớn như này, thả tin là có, còn hơn tin là không. Bây giờ ông với Đại Hữu, Thạch Trụ, ba người lập tức chạy lên thị trấn, mua bộ câu chuyên dụng. Bộ câu truyền thống không phải là không câu được, nhưng mà hiệu quả không cao. Mua nhiều một chút, tối 9 giờ xuất phát. Rất nhanh đến 9 giờ tối, Đinh Sùng Sơn vội vàng ra cửa. Bố bây giờ đi ra ngoài à? Đâu cần phải sớm vậy đâu nhỉ, nhất định phải ra ngoài sớm một chút, đến công ty sắp xếp một chút. Bến tàu của mỗi thôn đều phải cố gắng phái người canh gác. Bố chuẩn bị đi. Làm gì vậy? Bây giờ là mùa cầm đánh bắt, không có nhiều cá tôm qua, đâu cần phải ra ngoài sớm đến công ty làm gì. Hỏi mẹ con xem, bố bây giờ phải ra ngoài, nếu không sẽ không kịp. Lúc này Đinh Tiểu Hương lập tức lo lắng. Không phải xảy ra chuyện gì không hay chứ? Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng qua là bây giờ có tin, trên biển xuất hiện đàn cá hoàng đế. Rất nhiều tàu cao tốc đều đua nhau ra biển câu cá. Bố con muốn thu mua cá hoàng đế, thì phải phái người canh gác ở bến tàu các thôn. Ồ, con còn tưởng là chuyện gì to tát cơ. Ồ, con không thấy chuyện này quan trọng à? Có gì mà quan trọng chứ? Giả thì chẳng có chuyện gì xảy ra, thật thì sao? Nhà mình đâu phải là nhà đi biển đánh cá, chẳng lẽ bây giờ lại ra biển sao? Nếu thật sự có người câu được cá hoàng đế, thì nghĩ cách thu mua là được rồi. Nhà mình làm nghề thu mua, buôn bán cá tôm qua bình thường, chứ đâu phải chuyên thu mua cá hoàng đế. Nếu bố không thu mua được, thì chỉ là ít kiếm được một khoản tiền thôi, có ảnh hưởng gì đâu. Lúc này Trương Lệ há miệng, lời nói đến miệng lại nuốt trở vào. Tưởng tôi không biết, trong lòng bà đang nghĩ gì sao? Mẹ chồng muốn nói lại thôi, chắc là muốn nhân cơ hội này. Để tin Đa Vũ, nếu thật sự câu được cá hoàng đế, thì có thể thu mua kiếm tiền, đồng thời nhân cơ hội này, tìm hiểu rõ quan hệ giữa mình và Đa Vũ, đặc biệt là bình thường có liên lạc gặp mặt không. Con gái bà không ngốc đến thế đâu, sao có thể lộ sơ hở trong chuyện này chứ? Nói lại chuyện này, không biết giờ anh ấy có ra biển không nhỉ? Đặc biệt là có thật sự câu được cá hoàng đế không? Cùng lúc đó, Khổ Đa Vũ lái tàu cao tốc đến vùng biển Ám Thạch Sa. Độ sâu nước biển ở đây khoảng 80-90 mét. Ở đây câu cá hoàng đế khác với câu ở biển nông. Nếu câu cá hoàng đế ở vùng nước nông hay biển cạn, thì phải câu tay, câu đáy. Ở đây câu cá hoàng đế không thể dùng cách đó, phải dùng cách chúng ta câu cá chim ở chân cối xay gió ấy. À, vậy à. Đúng, chắc chắn không thể câu đáy hay câu tay được. Ngoài ra, câu cá hoàng đế truyền thống chủ yếu nhắm vào đàn cá nhỏ, có khi chỉ 10 con, 8 con, phần lớn chỉ 3, 5 con, thậm chí chỉ có một con, như mò kim đáy bể, chỉ trông vào may mắn. Tối nay câu có thể là đàn cá lớn. Nghĩ nhiều làm gì? Cứ làm những gì cần làm thôi, ha ha ha. Thủy triều lên rồi, thử ở độ sâu 85 mét xem có cá cắn câu không. Lúc này Khổ Đa Vũ vừa nói vừa bắt đầu thả dây, thả thẳng xuống độ sâu 85 mét. Không có cá cắn câu à? Đợi chút, đợi chút. Đột nhiên cần câu rung lên mấy cái, lập tức cuốn dây, bắt đầu kéo cá. Một lúc sau, một con cá vàng ống a được kéo lên mặt nước. Chú ý, ở độ sâu 86 mét có cá. Con này ít nhất 10 cân, chắc chắn 100% từ 10 cân trở lên.
Câu được 5 con toàn là 2, 3 cân. Anh đúng là giỏi thật. Lập tức đã tìm ra cách. Ngay lập tức đã câu được cá. Tối nay phải làm ăn lớn. Thế này mà không giàu mới lạ. Nói nhỏ thôi, lỡ người trên tàu khác nghe thấy thì sao? Sáng hôm sau, Trương Lệ bước nhanh vào đi thẳng đến quầy cá nhà mình. Hơn 7 giờ một chút, sao bán hết nhanh vậy? Biết làm sao giờ? Bây giờ là mùa cầm đánh bắt mà. Cá tôm qua ở quầy mình không nhiều. Mẹ có thể kiếm thêm được không? Thực sự là không đủ bán. Lúc nãy 10 cân 8 cân cá cuối cùng bị giành sạch. Đúng rồi, lúc nãy mẹ đi đâu vậy? Đi xem bố thu mua cá hoàng đế thế nào rồi. Tàu cao tốc ra biển đã về hết chưa? Câu được thế nào rồi? Lần lượt đã về. Rồi, nghe nói tối qua suốt cả đêm. Đèn trên biển sáng trưng. Toàn là tàu cao tốc câu cá hoàng đế. Đàn cá lớn nhiều đến vậy sao? Vậy chẳng phải là có thể câu được rất nhiều sao? Lúc đó cá hoàng đế sẽ không đáng giá nữa. Đinh Tiểu Hương sững người một chút. Con thật sự cho rằng có đàn cá lớn là có thể câu được nhiều sao? Đâu phải là kéo lưới trực tiếp. Cá hoàng đế câu được tối qua. Cơ bản đều là 3 lạng, 4 lạng, 5 lạng một con. Đã tính là lớn rồi. Mấy con cá hoa lớn bố thu mua đều quá nhỏ. Thu mua được mười mấy cân, toàn là khoảng 3 lạng. Con lớn nhất cũng chỉ 7 lạng. Cỡ này, cá hoàng đế thực sự không phải là thứ hiếm. Không biết có ai câu được con lớn không? Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương chợt thấy hơi không ổn. Lập tức cảnh giác. Chắc là có đấy. Chỉ là không biết là ai. Câu được con to hơn một chút. Nhưng cùng một đàn cá. Chắc cũng đều tầm 3 lạng 5 lạng thôi. Không thể nào quá to được. Người đó chẳng phải là cao thủ câu cá sao? Không biết anh ta có câu được con to không nhỉ? Đúng là khó nắm bắt thật. Cứ nói tiếp kiểu này. Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ không nhắc đến Khổ Đà Vũ. Đành phải tự mình khơi chuyện vậy. Ồ, ai là cao thủ câu cá vậy? Mẹ mình lộ đuôi cáo rồi. Con giả ngu với mẹ nữa à? Cái anh chàng ở thôn Lãng Đầu ấy. Anh ta chẳng phải là cao thủ câu cá sao? Mẹ nghe nói anh ta thường xuyên câu được cá lớn. Mà còn câu được rất nhiều cá lớn. Mẹ nói là Khổ Đa Vũ ở thôn Lãng Đầu phải không? Con biết người này. Anh ta thường đến chỗ Lưu Cương bán cá. Thường xuyên gặp. Hình như anh ta câu được khá nhiều cá. Mẹ mình không phải người đơn giản. Hôm nay chủ động nhắc đến anh ta. Chắc chắn có vấn đề. Dù thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không tiết lộ. Tuyệt đối không thừa nhận mình và Đa Vũ gặp nhau riêng tư. Quen biết nhau. Vậy con đến thôn Lãng Đầu đợi xem. Xem tàu cao tốc của anh chàng đó đã về chưa. Xem anh ta có câu được cá hoàng đế to không. Nếu thật sự câu được, giá cả hợp lý, thì thu mua về. Con qua làng Lãng Đầu đợi xem thuyền của Khổ Đa Vũ đã về chưa. Xem cậu ấy có câu được cá vàng to không. Nếu thật sự câu được, giá cả hợp lý thì con cứ mua về. Mẹ, chẳng lẽ mẹ định lấy mấy con cá vàng để bán đứa con gái này sao? Mẹ chỉ bảo con đi mua cá vàng thôi. Với lại là thương lượng, giá cả hợp lý mới mua về. Làm gì mà tính là bán con đi chứ? Hừ, sao lại là con đi nói chuyện này với cậu ấy? Nếu cậu ấy thật sự bán cho con, đặc biệt là bán với giá rẻ hơn cho con, thì chắc chắn là có ý đồ khác. Trên đời này ai lại là kẻ ngốc chứ? Sao cậu ấy lại bán cho con? Thôi không nói nữa, giá nhà mình đưa ra, làm sao có thể cao hơn giá mà? Quán rượu nhà Lưu Cương đưa chứ? Sao mẹ không gọi Khổ Đà Vũ? Sách cần câu cá chết to đó đến nhà luôn đi. Con có thể nếm thử vị keo cá đó như thế nào? Ngay lập tức, Trương Lệ trợn to mắt hồi lâu không nói nên lời. À, xem ra con thật sự muốn lấy chồng rồi nhỉ? Con muốn lấy chồng sớm vậy. Mẹ còn chưa muốn gả con sớm như vậy. Mẹ, chẳng lẽ những lời con nói lúc nãy không đúng sao? Nhà mình làm nghề thu mua mà. Mua về cá tôm qua rồi bán lại mới kiếm được tiền. Quán rượu nhà Lưu Cương là bán trực tiếp cho khách ăn. Giá họ đưa ra chắc chắn cao hơn nhà mình. Ông ấy cũng đâu phải kẻ ngốc, nếu không phải vì để ý con gái mình. Sao lại bán giá rẻ cho nhà mình chứ? Hừ, nhìn con kìa, cánh đã cứng rồi. Lý sự một hồi. Cãi lại mẹ phải không? Dù con nói gì đi nữa, dù thế nào đi nữa, mẹ vẫn là mẹ của con. Con muốn làm gì cũng phải có sự tệ ý của mẹ. Lúc này Trương Lệ hơi tức giận xấu hổ. Mẹ không nói lý gì cả. Cá tôm qua bán hết rồi. Giờ chẳng có ai, cũng chẳng có việc gì. Con đi chơi với Dương Cầm một lát đây. Đinh Tiểu Hương nói xong, lập tức chạy mất hút. Trương Lệ thở dài. Một hơi hừ. Đúng là cánh tay ngoài cong vào trong. Mẹ cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể đến giờ vẫn chưa biết. Đinh Tiểu Hương và anh ta chắc chắn thường xuyên gặp nhau. Lúc nãy chỉ là lấy chuyện này thăm dò một chút, xem mối quan hệ giữa Đinh Tiểu Hương và Khổ Đa Vũ rốt cuộc đã đến mức nào rồi. Không ngờ là Đinh Tiểu Hương không hề răng nửa lời. Một đồng lý lẽ làm mẹ không biết nói sao. Ngày nào đó thật sự lấy chồng, nhà mẹ đừng hòng chiếm chút tiện nghi nào. Bây giờ còn chưa lấy chồng, đã khắp nơi vì anh ta mà nghĩ. Con cái này nuôi trắng nuôi rồi. Rất nhanh Đinh Tiểu Hương về đến làng. Cậu đến tìm tớ có việc gì vậy? Giờ này, cậu không phải nên ở chợ cá. Trong hàng sao? Ôi không biết. Rốt cuộc ông ấy câu được bao nhiêu cá vàng nhỉ? Đặc biệt là có câu được cá vàng to không nhỉ? Bây giờ vẫn còn sớm. Hay là đi làng Lãng Đầu xem thử nhỉ?
Cá vàng đấy, cá vàng đó. Sao có thể không đi xem chứ? Nếu không sao biết anh đào vũ của cậu câu được bao nhiêu con cá vàng? Ý cậu là sao khi nói đào vũ của tớ? Đi thôi. Cùng lúc đó, Lưu Cương và Ngô Vi Dân đã đợi ở bến tàu khá lâu. Không biết khổ đào vũ lần này có câu được cá vàng trên 10 cân không nhỉ? Con cá lần trước thật sự rất khủng. Ngô Vi Dân, anh có đối thủ rồi. Có khi người kia cũng đang đợi khổ đào vũ ở đây. Biết làm sao được. Ông chủ khổ đâu chỉ có mình tôi là người mua. Có đối thủ cạnh tranh là chuyện bình thường. Lát nữa xem ai trả giá cao hơn thôi. Lúc này Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm cũng đến bến tàu. Thuyền của khổ đào vũ vẫn chưa về à? Từ bến tàu nhìn không thấy. Đợi thôi, ông ấy câu cả đêm rồi, giờ vẫn chưa về. Đinh Tiểu Hương đến rồi, nhanh lên. Lên bến tàu, khổ đào vũ sững người một lúc. Khi thấy Ngô Vi Dân và Lưu Cương cùng xuất hiện ở bến tàu, đã bắt đầu suy nghĩ về việc này, cho đến giờ vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý. Giá cao người được, nếu hai người cạnh tranh, giá cả sẽ càng lúc càng cao. Nếu là giao dịch một lần, thì không vấn đề gì. Hai người này đều là khách quen. Nếu giá quá cao, đặc biệt là vượt xa giá thị trường bình thường, tôi tuy kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng chỉ có hại chứ không có lợi. Đa Vũ có phải đang phân vân không biết bán cho ai không? Khổ Đa Vũ gật đầu. Việc này không khó, giá của mấy con cá vàng này, kể cả việc chia cá vàng thế nào, anh có thể để Ngô Vi Dân và Lưu Cương, hai người họ bàn bạc quyết định. Cá vàng là hải sản hạng nhất, hai người họ sẽ không cố tình ép giá. Nếu thật sự làm vậy, đừng mong sau này mua được cá tôm qua từ anh nữa. Đều là người hợp tác thường xuyên, chứ không phải giao dịch một lần, sẽ không làm chuyện như vậy. Ngô Vi Dân và Lưu Cương đều không phải người thu mua rồi bán lại, mua về bán cho khách đến ăn ở quán rượu và nhà hàng tư nhân. Giá cao một chút hay thấp một chút không ảnh hưởng đến họ. Phần tiền trả thêm cho anh không phải từ túi của họ, mà là từ túi của các ông chủ đến ăn ở quán rượu và nhà hàng tư nhân của họ lấy ra trả. Ngô Vi Dân hay Lưu Cương không thể nào trả giá thấp hơn giá thị trường, giá chắc chắn sẽ cao hơn giá thị trường. Ông chủ Ngô, ông chủ Lưu, không biết các ông thấy mấy con cá vàng thế này nào? Hai ông có đều muốn lấy mấy con cá vàng này không? Ngay lập tức Ngô Vi Dân và Lưu Cương đều gật đầu. Lô cá vàng này, đặc biệt là mấy con nặng 2 đến 3 cân, kể cả con cá vàng mười mấy cân kia, đúng là hàng tốt, đều muốn lấy về. Cá thì chỉ có nhiều đó, ai cũng muốn thì đúng là rắc rối. Vậy thì giá cá vàng này các ông cứ thương lượng, còn chuyện chia cá vàng thế nào các ông bàn bạc. Nếu giá cả hợp lý, tôi và ba chú trong làng sẽ đồng ý. Ông chủ Lưu, ông chủ Khổ, đây là để tránh cho chúng ta phải ganh đua, cạnh tranh lẫn nhau, trả giá cao hơn, rất hào phóng, giá chúng ta đưa ra không thể quá thấp. Ông chủ Ngô nói đúng lắm. Ông ấy hào phóng, chúng ta phải rộng rãi chút, bao nhiêu tiền cũng được, cuối cùng người trả tiền đều là những ông chủ đến ăn ở quán rượu và nhà hàng của chúng ta. Lúc này Ngô Vi Dân cười gật đầu. Việc này rất đơn giản, mấy con cá vàng 2 đến 3 cân đó, mỗi người một con, lần lượt chia không đều, thì ví dụ như con cá vàng to nhất kia, bốc thăm xem ai may mắn, ai bốc chúng thì về người đó. Được thôi. Rất nhanh đã thỏa thuận xong giá cả và cách chia cá. Cá vàng từ 3 đến 5 lạng, giá 2.000 tệ một cân. Cá vàng từ 5 lạng đến dưới 1 cân, 4.000 tệ một cân. Cá vàng từ 1 đến 2 cân, mỗi cân 15.000 tệ. Cá vàng từ 2 đến 3 cân, mỗi cân 35.000 tệ. Cá vàng trên 10 cân, mỗi cân 50.000 tệ. 50.000 tệ một cân. Con cá vàng to nhất chắc phải 12 đến 13 cân. Con cá đó bán chắc được 600 đến 700 triệu. Một con cá đủ mua một chiếc thuyền lớn như vậy sao? Ừ đúng vậy. Giá cá vàng trên 10 cân. Đúng là ghê gớm như vậy. Trời ơi, cá vàng 2 đến 3 cân có bao nhiêu con nhỉ? Mấy con cá vàng nhỏ trong ba cái sọt kia chắc cũng phải 70 đến 80 cân chứ. Chẳng phải bán được cả trăm triệu sao? Quá đáng sợ. Đánh bắt cá cũng kiếm được nhiều tiền vậy sao? Có người thật sự kiếm được rất nhiều tiền, nhưng có mấy chiếc tàu đánh cá như vậy chứ? 10 năm 8 năm cũng chưa chắc xuất hiện một chiếc tàu như vậy. Phần lớn tàu đánh cá đều vất vả lắm. Kiếm đủ tiền nuôi gia đình là tốt rồi. Đúng rồi Đinh Tiểu Hương, ý kiến cậu đưa ra với Khổ Đa Vũ lúc nãy, cậu không sợ mấy ông chủ đó không tệ ý, khiến Khổ Đa Vũ khó xử sao?